Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì như thường lệ tối thứ sáu thì chúng ta sẽ cùng ngồi để điểm tin lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái góc cạnh, một vài cái nhận định xu thế chung của thị trường trong tuần tới, cũng như là nếu mà thị trường có những cái mã cổ phiếu đẹp, những mã cổ phiếu mạnh thì chúng ta có thể phân tích qua, cũng như là một số các cái câu hỏi của các anh chị comment ở trên phần thứ nhất là trên hai kênh, trên kênh YouTube thì các anh chị đã comment ở dưới các cái bản tin video. Các bản tin video thì Hùng Lê cũng như các anh chị ở trong team thì cũng đã có những cái câu trả lời và những câu phản hồi để cho các anh chị có những cái ý kiến nó mang một cái tính chất tham khảo. Và cũng tương tự như thế thì ở trên kênh Facebook, trên group Facebook thì các anh chị cũng đã comment ở dưới này, và những cái mã cổ phiếu mà các anh chị comment thì Hùng Lê cũng như các anh em trong team thì cũng đã trả lời cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Thì để tránh là các anh chị chat chat với Hùng Lê hỏi riêng lẻ từng mã cổ phiếu một, thì Hùng Lê vẫn nhắc quý anh chị là chúng ta nếu có thắc mắc những mã cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ comment lên ở trên hai kênh này. Tại sao lại như thế? Bởi vì khi mà các anh chị comment lên đây và khi Hùng Lê trả lời thì không những chỉ quý anh chị hỏi có một cái góc nhìn tham khảo, mà toàn bộ cộng đồng nhà đầu tư chúng ta sẽ cùng được đọc, cùng được tham khảo những cái ý kiến đó. Chứ còn nếu mà anh chị mà hỏi ở trong tin nhắn thì gần như chỉ có những cái tin nhắn đấy thì Hùng Lê chỉ trả lời cho anh quý nhà anh chị, và gần như chỉ có anh chị biết và những người khác sẽ không biết. Và như thế thì ví dụ như là có hai nhà đầu tư cùng thắc mắc một cổ phiếu A tại một cái thời điểm ngày hôm nay chẳng hạn, thì như thế thì thay vì cái việc là trả lời cho hai người thì Hùng Lê sẽ các bạn cứ comment lên ở trên đấy và Hùng Lê sẽ trả lời, thì tất cả mọi người đều cùng có thể nhận được. Bởi vì hiện tại thì bây giờ cũng rất nhiều các anh chị nhà đầu tư chúng ta hỏi cùng lúc, thì đôi lúc là Hùng Lê cũng không có thể cập nhật kịp thời, bởi vì Hùng Lê còn có một hệ thống khách hàng, một số các tài khoản Hùng Lê đang quản lý, thì như thế thì cũng sẽ rất là khó. Thì đấy là câu chuyện ngoài lề một tí. Và tuần ngày hôm nay thì khi mà Hùng Lê up bản tin lên thì Hùng Lê cũng không biết là quý anh chị nhà đầu tư có còn cái gì ở trên người nữa không để nghe bản tin, nghe bản điểm tin trong tuần này. Bởi vì rõ ràng là trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cam đoan với tất cả quý anh chị nhà đầu tư rằng là 100% nhà đầu tư thì chúng ta ít nhất là chúng ta bị mất một cái áo. Nhà đầu tư mà bị nặng hơn thì mất cả áo cả quần. Còn những tài khoản bị co margin, bị phọc sale ở trong ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì không còn dép để đi. Và nói đến đây thì Hùng Lê cũng sẽ nhấn mạnh lại quý anh chị nhà đầu tư một tí. Đấy là tại bản tin video số, bản điểm tin video 28. Đây trên dòng thời gian vẫn vẫn còn nguyên. Trên dòng thời gian thì Hùng Lê cũng đã có phân tích tất cả những cái động lực của thị trường, cũng như là một số các cái yếu tố, và khuyến nghị toàn thể anh em là chúng ta là giữ tỷ trọng tiền mặt cổ phiếu là 50, tiền mặt trên cổ phiếu là 50 trên 50. Bởi vì tại thời điểm đấy, tức là kết phiên của ngày 20, đây đây là vị trí mà khi đấy là kết phiên của ngày 28 tháng 9 thì Hùng Lê đã ra bản điểm tin video số 28. Và tiếp theo đó thì đến tuần tuần bản tin bản điểm tin video số 29, tức là bản cập nhật tình hình thị trường từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 10, thì Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu và đưa cái tài khoản của chúng ta về tỷ lệ là tiền mặt. Đây, tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 80 trên 20. Bởi vì khi kết phiên thứ 6 tuần trước thì Hùng Lê cũng thấy rằng thị trường của chúng ta đang tiềm ẩn rất nhiều các yếu tố rủi ro và hết sức là nguy hiểm. Vì vậy, việc chúng ta hạ tỷ trọng cổ phiếu và đảm bảo cái tỷ lệ tiền mặt ở trong danh mục là một điều hết sức là cần thiết. Và ông Lê đã có đưa ra hai cái kịch bản. Đấy là kịch bản thứ nhất là thị trường của chúng ta sẽ tích lũy lại về vùng 1.000 điểm, và tích lũy từ 1.000 điểm đấy tích lũy đi lên. Đấy là một kịch bản là thực sự tích cực. Và kịch bản thứ hai đấy là kịch bản mà thị trường của chúng ta thủng ngưỡng hỗ trợ 994.
Thì bản thân cái việc thủng ngưỡng hỗ trợ 994 theo cái cách mà thị trường diễn ra trong phiên thứ năm thì tí nữa Hùng Lê sẽ đi phân tích sâu cái việc này. Nhưng mà cái việc mà thủng thị trường theo một cái cách như thế thì hoàn toàn nó nằm ngoài phân tích kỹ thuật. Và tại sao lại như thế và vì sao lại như thế thì tí nữa Hùng Lê sẽ đi khá là chi tiết để phân tích, để cung cấp cho quý anh chị nhà đầu tư một cái góc nhìn tổng quan hơn về thị trường chứng khoán của Việt Nam. Và đến 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 ngày thứ năm thì buổi chiều là Hùng Lê biết được rất nhiều các tài khoản bị cô margin và for sale trong buổi chiều thứ năm. Và tiếp đến là sáng ngày hôm nay từ 9 giờ đến khoảng 10 rưỡi thì các công ty chứng khoán tiếp tục cô margin và for sale rất rất nhiều các tài khoản của các anh chị. Đấy là vì các anh chị đã quản trị rủi ro, dòng tiền không tốt và tất cả mọi thứ thì, và cũng có thể là trong số những anh chị bị cô margin hoặc for sale thì các anh chị cũng đã không tiếp cận được đến cái bản tin phân tích của Hùng Lê ở trên hai kênh YouTube và trên kênh Facebook. Bởi vì khi các anh chị tiếp cận được những cái nền tảng về kiến thức cũng như định hướng chung về thị trường như thế thì các anh chị cũng hoàn toàn chủ động để chúng ta nhận thấy được những cái dấu hiệu bất thường của thị trường, nhận thấy được những cái dấu hiệu xấu của thị trường để chúng ta có thể hạ thị trọng, để đưa 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 cái danh mục trong tài khoản của chúng ta về một thị trọng hết sức là an toàn. Và hiện tại thì Hùng Lê thấy là ở trên kênh YouTube hiện tại chúng ta đang có được khoảng 600 600 hơn 640 người đăng ký kênh. Và cái lượt xem thì hiện tại trong cái bản tin video số 29 tuần trước thì đã đạt được khoảng 1.817 lượt xem. Thì Hùng Lê thấy là cái lượt xem của trên kênh đang lớn hơn lượng người đăng ký, thì các anh chị vui lòng khi các anh chị xem kênh, xem các bản tin phân tích của Hùng Lê thì các anh chị sẽ đăng ký kênh để thứ nhất là khi mà có những cái bản điểm tin, những bản video lên thì các anh chị sẽ nhận được thông báo. Và cái thứ hai nữa là Hùng Lê cũng mong muốn các anh chị chia sẻ những cái video này cho bạn bè, cho tất cả cộng đồng nhà đầu tư trên các trang, trên các diễn đàn mà các anh chị thường xuyên vào tham gia, để thứ nhất đấy là chúng ta cùng chia sẻ những kiến thức và cùng giúp cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đầu tư một cách hiệu quả hơn, thành công hơn, và quan trọng nhất đấy là trong cái việc quản trị rủi ro, quản trị dòng tiền và quản trị danh mục. Thì những phân tích của chúng ta là phân tích định hướng tuần, vì vậy nên có thể là chúng ta phân tích có thể đúng hoặc có thể sai, nhưng với quan điểm của Hùng Lê đúng hay sai điều đấy không quan trọng. Và khi chúng ta phân tích được và chúng ta đưa ra được cái nhận định về thị trường thì chúng ta hoàn toàn chủ động trong giao dịch và có thể ứng phó hết toàn bộ những cái tình huống xảy ra. Và Hùng Lê cũng nhắc các anh chị lại một lần nữa, đấy là các anh chị nên xem lại cái bản tin video số 28, bản tin video số 28, và các anh chị sẽ xem lại ở khoảng tầm độ 15 phút cuối, 15 phút cuối để các anh chị nghe lại là Hùng Lê đã nói với các anh chị những gì. Và ngày hôm nay, tuần vừa rồi thì thủy triều đã rút, và khi thủy triều rút thì chúng ta mới biết được là ai mặc quần và ai cởi trần. Thì trong tuần vừa qua thủy triều đã rút, và quý anh chị nhà đầu tư chúng ta hãy xem lại trên mình xem là mình còn quần không hay là chúng ta không còn cái gì cả. Thì đấy là thị trường chứng khoán, nó hết sức là khốc liệt. Các anh chị có thể kiếm trong 3 tháng, có những tài khoản Hùng Miệng Lê biết là trong 3 tháng vừa rồi các anh chị kiếm được, và trong tuần vừa rồi thì tất cả những thành quả của anh chị kiếm ở trong 3 tháng đấy thì đã mất hết toàn bộ thành quả, thậm chí là những tài khoản bị cô margin, bị for sale thì gần như đã cháy tài khoản chỉ trong một ngày, tức là chỉ trong một ngày. Tất nhiên là cái việc mà thị trường suy yếu kẹp cùng với những cái thông tin bất lợi thì đã làm cho thị trường chứng khoán của chúng ta có một phiên, và tí nữa thì Hùng Lê sẽ nói sâu hơn cái việc này. Và cái ý thứ hai Hùng Lê muốn đề cập đến trong bản tin ngày hôm nay, đấy là có quý anh chị nhà đầu tư nào đặt ra một câu hỏi là thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Việt Nam có điểm gì tương đồng. Tức là ý Hùng Lê muốn đề cập một cái vấn đề, đưa ra một cái vấn đề cốt lõi ở đây là gì? Tức là khi các doanh nghiệp ở Mỹ bị bán tống, bán tháo thì có ảnh hưởng gì đến các doanh nghiệp của Việt Nam hay không? Có ai đặt câu hỏi đấy ra không? Và khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm một cách mạnh mẽ trong 3 tháng vừa rồi, đã vượt đỉnh, và trong khi đấy thì thị trường của chúng ta như thế nào? Thị trường của chúng ta vẫn lình xình đi ngang. Tức là khi thị trường chứng khoán Mỹ lên
thậm chí có những phiên lên 3, 4, 5, 600 điểm nhưng thị trường của chúng ta vẫn không lên, thì thậm chí còn đỏ. Vậy thì tại sao khi thị trường chứng khoán Mỹ bị mất 800 điểm thì ngay lập tức thị trường chứng khoán Việt Nam bị mất gần 50 điểm trong phiên ngày thứ năm, và tổng vốn hóa của thị trường của chúng ta đã bốc hơi khoảng đâu đó 165.000 tỷ đồng. Thì đấy là một con số cực kỳ khủng khiếp, và chúng ta cần phải đặt ra một câu hỏi là tại sao và vì sao, ai là người đã đẩy thị trường chứng khoán của chúng ta có một phiên giảm điểm, gọi là một phiên, gọi nếu mà theo ngôn ngữ của tuổi tim, gọi là sờ mờ lờ, tức là chúng ta không thể là phản ứng và chúng ta không thể xử lý được khi mà gặp cái tình huống như thế. Bởi vì ngay từ đầu phiên, khi mà chứng khoán phái sinh, tức là 9 giờ kém 15 bắt đầu giao dịch, thì chứng khoán phái sinh đã mất gần 60 điểm. Và như thế thì nó đã hệ lụy, nó tác động lên thị trường cơ sở. Và đấy là một câu hỏi để chúng ta đặt ra là tại sao khi thị trường chứng khoán Mỹ lên thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta không lên, và khi thị trường chứng khoán Mỹ xuống thì ngay lập tức thị trường chứng khoán Việt Nam phản ứng một cách hết sức là tiêu cực. Thì thứ nhất, chứng khoán đấy là bầy đàn, tức là tâm lý bầy đàn, đấy là một cái hiệu ứng chung ở trên thị trường chứng khoán. Tức là khi mà thị trường thế giới xấu thì ai sẽ là người đầu tiên tung tin ra, ai sẽ là người đầu tiên lên các diễn đàn chứng khoán, lên các trang mạng chuyên về chứng khoán, rằng là chứng khoán Mỹ thế này, rồi rằng là giá dầu giảm, rồi tất cả những yếu tố tiêu cực nói lên hết, và dự báo là ngày mai thị trường của chúng ta sẽ sụp đổ, vân vân và vân vân. Đấy, thế thì ngay lập tức tâm lý của nhà đầu tư của Việt Nam thì nói thật là hiện tại về cái kiến thức chuyên sâu thì nó cũng đang rất là ít. Bởi vì rất nhiều các tài khoản, rất nhiều các anh chị có chat với Hùng Lê bảo rằng là em vừa mới tập chơi, em vừa mới đầu tư, rồi vân vân và vân vân, em cũng chưa có kiến thức gì cả. Vậy thì một lượng lớn nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán của chúng ta không có một cái kiến thức chuyên sâu, dẫn đến là gì? Khi gặp những cái tin tức như thế và nhà tạo lập, đội lái thì luôn luôn rất mong chờ những cái thông tin như thế để làm gì ạ? Để đạp thị trường xuống. Và để đạp thị trường xuống trong những cái phiên như phiên ngày thứ năm thì cực kỳ dễ. Chỉ cần đánh lên thị trường phái sinh, giảm điểm một cách gọi là thậm tệ, và sau đó thì thị trường cơ sở tự khắc các anh chị nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư vừa, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, không cần biết được là doanh nghiệp của Việt Nam đang làm ăn như thế nào, các cái thông tin về vĩ mô, về kinh tế, về định hướng của chính phủ của chúng ta đang ra sao, chỉ cần biết bán và bán. Vậy thì khi các anh chị chỉ cần bán ra và nhà tạo lập, người ta sẽ tiếp tục, người ta sẽ thêm vào thị trường những mồi lửa rất nhỏ, đẩy thị trường, ví dụ như sẽ đẩy thị trường của chúng ta thủng qua một ngưỡng tâm lý nào đấy, 10 điểm, 15 điểm, thì ngay lập tức toàn bộ các anh chị nhà đầu tư của chúng ta, lúc đấy là theo tâm lý bầy đàn, và chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ bán hết toàn bộ những tài khoản, bán hết những cái gì mình đang có, biết là lỗ vẫn bán đấy. Và không những thế thì khi mà nhà cái làm được cái việc đó thì sao ạ? Thì rất rất nhiều những tài khoản của các anh chị sử dụng margin, đặc biệt là các gói margin cao, ví dụ gói margin 37, thì những tài khoản đấy đã bị côn hoặc là for sale ngay trong ngày thứ năm. Và từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay thì tiếp tục những tài khoản đã bị âm nặng ở trong ngày hôm qua thì sáng nay sẽ tiếp tục bán. Và khi bán như thế thì sao ạ? Ai sẽ là người đặt những cái lệnh mua ở giá sàn hoặc giá cận sàn của tất cả các mã cổ phiếu? Các anh chị có đặt ra câu hỏi đấy không ạ? Không một nhà đầu tư nhỏ lẻ nào dám xuống tay hoặc là dám mà để mà mua những cái lệnh mua như trong phiên ngày thứ năm. Và khi mà thị trường xuống như thế thì các anh chị cứ đặt câu hỏi là ai sẽ là người đặt những cái lệnh mua cận sàn và lệnh sàn khi mà các công ty chứng khoán bán bằng những cái lệnh MP, những cái lệnh rất lớn để đảm bảo rằng cái tỷ lệ tiền vay của công ty chứng khoán về một cái mức đảm bảo. Đấy. Và đấy chính là đội lái, những nhà tạo lập thị trường. Đấy. Những nhà tạo lập thị trường và những ai, rất nhiều những tổ chức đứng ở đằng sau đấy thao túng thị trường. Còn các anh chị muốn biết đấy là ai thì các anh chị cứ đến số 1 Mễ Trì, ngay chỗ cạnh công ty của Hùng Lê làm việc, thì
Lê sẽ uống trà đá và các anh chị sẽ có nhiều cái thông tin, nhiều cái cách trao đổi và nhiều cách tiếp cận vấn đề. Còn ở trên bản điểm tin thì ông Lê không có phân tích đến vấn đề này. Và các anh chị cũng có thể thấy rằng trong phiên ngày thứ 6, trong phiên ngày thứ 5 thì đã có khoảng gần đâu đó hơn 250 triệu cổ phiếu được khớp lệnh và tổng giá trị giao dịch đã đạt gần 8.000 tỷ đồng, tức là 7.800 tỷ đồng. Đấy, tức là một phiên giao dịch rất đột biến về khối lượng cũng như đột biến về giá. Đây, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây là một cái phiên giao dịch của ngày thứ 5. Dòng tiền đổ vào rất nhiều và dòng tiền bắt đáy rồi dòng tiền mua những cổ phiếu cơ bản tốt ở giá sàn. Thì đấy là những câu chuyện về thị trường. Và chúng ta khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải hết sức là tỉnh táo. Bởi vì Hùng Lê thấy là rằng là khi thị trường chứng khoán Mỹ bay đi 800 điểm thì các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào? Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn hoạt động bình thường, đúng không ạ? Những con bò sữa của Vinamilk vẫn thảnh thơi gặm cỏ rồi vẫn ra sữa, rồi thép của Hòa Phát vẫn trong công xưởng, vẫn sản xuất, vẫn đi xuất khẩu, đúng không ạ? Ngân hàng, các ngân hàng, ví dụ ngân hàng ACB, đúng không ạ? Vẫn làm ăn cực kỳ tốt. Đấy, không có một cái vấn đề gì xảy ra. Vậy thì tại vì sao trong một phiên mà cổ phiếu của những doanh nghiệp cơ bản tốt, những doanh nghiệp tốt lại bị bán tống, bán tháo, lại bị giảm giá một cách gọi là một cách vô lý? Thì Hùng Lê cho rằng đấy là những cái thứ mà các anh chị cần phải trang bị thêm cho mình những cái kiến thức khi tham gia thị trường chứng khoán. Đấy, đặc biệt là cái kiến thức về quản trị rủi ro, quản trị dòng tiền, quản trị danh mục và cũng như là những cái kiến thức để bình tĩnh và trước những cái tình huống mà thị trường có những yếu tố bất thường. Và tất nhiên là để có được những cái quản trị rủi ro tốt như thế thì chúng ta đã phải có những cái biện pháp. Ví dụ như là trong tuần trước thì chúng ta hạ để đưa tỷ trọng về cổ phiếu là 50-50. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta sẽ đưa về là tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 80-20. Vậy thì trong phiên ngày hôm thứ 6 thì chúng ta hoàn toàn chủ động và chúng ta không phải 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 chịu bất cứ một cái vấn đề gì cả, kể cả là chúng ta sử dụng margin. Thì đấy là cái ý thứ hai Hùng Lê muốn đề cập đến trong cái bản điểm tin ngày hôm nay. Và nhân tiện cái việc là chúng ta trao đổi về việc thị trường thì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê sẽ chứng minh cho các anh chị là thấy là gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta, nếu anh chị nắm giữ cổ phiếu thì đang có lãi thì sẽ bớt lãi, lãi nhiều thì sẽ lãi ít thì sẽ về bằng mặt hoặc là sẽ lỗ, và đang lỗ ít thì sẽ trở thành lỗ trầm trọng, đấy, vân vân và vân vân. Và trong tuần thì Hùng Lê một số các cái cổ phiếu mà trong team Hùng Lê đang nắm giữ hiện tại chưa bán, còn những cổ phiếu mà đã có vị thế thì Hùng Lê đã khuyến nghị cho các anh chị là chúng ta đã chốt để bảo toàn lợi nhuận. Và tại sao những cổ phiếu này Hùng Lê vẫn chưa bán, vẫn nắm giữ? Bởi vì doanh nghiệp người ta tốt, không có lý do gì mà để tự một cái phiên như thế mà cổ phiếu lại bị bán tống bán tháo. Ví dụ đấy, thì ví dụ như SHB. SHB thì trong team của Hùng Lê đã cơ cấu ở vùng nền giá 8.3 đến vùng 8.5. Thì trong tuần, đúng không ạ, trong tuần thì từ cái thời điểm cơ cấu thì đã có lúc SHB về đến giá 9.1, 9.2. Như thế chúng ta có lãi, đúng không ạ? Và chúng ta tiếp tục nắm giữ thì trong tuần vừa rồi, đúng không ạ, phiên ngày thứ 5 thì cổ phiếu SHB đã về đến giá 7.9, tức là vùng giá 8 chấm. Thì như thế là chúng ta đã bị từ lãi chuyển sang lỗ, đúng không ạ? Từ lãi chuyển sang lỗ. Tuy nhiên là gì? Kết tuần thì SHB đã đóng cửa về giá 8.3. Tức là nếu mà so với vùng nền giá cơ cấu của chúng ta là 8.3 đến 8.5 thì chúng ta chỉ bị lỗ rất là nhẹ. Đấy. Thế thì là cái phương pháp mà chúng ta, cái điểm mua cực kỳ quan trọng và cái cách quản trị rủi ro của chúng ta cực kỳ là phải lưu tâm đến cái việc đấy. Hoặc là cổ phiếu thứ hai, ví dụ như là Hoa Sen, HSG. Thì hiện tại HSG của trong team của Hùng Lê cũng sẽ chưa bán. Hùng Lê đánh giá rằng HSG sẽ có một cái nhịp tăng, sẽ có một cái nhịp tăng mới, và cái nhịp tăng đấy thì sẽ phải tiệm cận về cái vùng mức cao hơn chứ không phải là đến vùng 13 đến vùng 13.5. Thì đối với HSG thì trong team khi Hùng Lê khuyến nghị thì ở cái nền giá mua, đấy là nền giá 12. Thì khi mua ở nền giá 12 xong thì cổ phiếu của chúng ta đang có lãi, bởi vì trong tuần thì có những cái thời điểm mà trong 2 tuần vừa qua thì có những thời điểm là cổ phiếu HSG đã chạm về vùng 13.5. Tức là nếu mua ở 12 thì chúng ta đang lãi 1.500 trên một cổ phiếu. Tuy nhiên là chúng ta nắm giữ, đúng không ạ? Và kết tuần thì cổ phiếu HSG của chúng ta đóng cửa giá 11.7.
So với vùng nền 12 mà bây giờ đóng cửa 11.7 thì chúng ta đang lỗ 0.3 lai. Và anh chị cứ tự lấy 0.3 lai mà chúng ta chia cho nền giá 12 thì hiện tại cổ phiếu này đang bị lỗ bao nhiêu. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta quản trị rủi ro, quản trị điểm mua, những cái điểm mua rất là tốt. Hay là một mã cổ phiếu ACB. Đối với ACB hiện tại thì Hùng Lê đã và một số anh chị trong team đã mở những cái điểm mua, gần như là điểm mua 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 thăm dò và điểm mua hai ở quanh vùng giá nền giá từ nền giá 33 đến nền giá 33.2. Thế thì khi mua xong thì rõ ràng là cổ phiếu của chúng ta có những thời điểm đã lên chạm chạm ngưỡng 33 chấm 34 34.5. Đấy thì như thế là chúng ta cũng lãi được khoảng tầm đâu đó hơn 1.000, đúng không? 1.000 1.000 2 gì đấy. Thì chúng ta tiếp tục nắm giữ, và trong phiên vừa qua, phiên cuối tuần thì trong phiên thứ 5 thì ACB đã bị bán tống bán tháo và đã đóng cửa đâu đó khoảng vùng giá 31. Và kết tuần thì ACB đang lấy lại 1/2 cây nến đỏ liền trước đó, tức đóng cửa vùng giá 32. Thì nếu mà so ở vùng giá 32 và vùng giá 33 thì chúng ta đang bị lỗ 1.000, và 1.000 đấy thì chúng ta chia ngược lại thì chúng ta sẽ xem là cái tỷ lệ lỗ nó có năng đang nằm trong cái ngưỡng cho phép hay không. Thì thường trong đầu tư chứng khoán thì mọi người sẽ đặt ra một cái target cắt lỗ. Ví dụ khi đạt khoảng lỗ khoảng 7% thì chúng ta sẽ cắt 50% cổ phiếu, và ví dụ lúc lỗ 10% thì chúng ta sẽ cắt hết 50% còn lại, vân vân và vân vân. Thì đấy là cái cách quản trị rủi ro của từng người, thì Hùng Lê sẽ không không đề cập. Đấy là mỗi một cái phương pháp khác nhau, thì sẽ có một cái cách quản trị khác nhau, và Hùng Lê thì sẽ có một cái cách riêng. Thì những cái tài khoản mà Hùng Lê quản lý thì Hùng Lê sẽ hướng các anh chị ở trong tài khoản đấy đi theo cái phương pháp của mình. Và nhân tiện cái câu chuyện là tại sao chúng ta lại chưa bán ACB, thì ngoài cái việc là chúng ta phân tích trên nền tảng phân tích kỹ thuật, thì đối với phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê nhận thấy là ACB đang đang có một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh nền giá từ 33 đến nền giá 34. Nền giá 33 đến nền giá 34 rất là chặt. Nhưng mà chỉ có trong cái tuần tuần này thì nó có một cái việc, đấy là cái phiên thứ 6 thì nó đã phá vỡ hoàn toàn những cái phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên là ngoài phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ phải xem phân tích cơ bản. Thì các anh chị, hôm nay Hùng Lê sẽ hướng dẫn các anh chị một cái phương pháp định giá cổ phiếu nó hết sức là đơn giản, thì ai cũng có thể làm được và hết sức là dễ. Thì đầu tiên là các anh chị sẽ vào một cái trang, đấy là trang cafef.vn, và các anh chị sẽ đánh cái mã cổ phiếu vào đây, ví dụ ACB đúng không ạ, thì các anh chị sẽ đánh vào đây là ACB. Sau khi các anh chị đánh vào đây là ACB thì nó sẽ hiện cho các anh chị tất cả mọi cái thông tin về mã cổ phiếu này. Đấy, đây là những cái thông tin này, rồi tỷ lệ nắm giữ này, rồi tất tật tật. Thì Hùng Lê sẽ quan tâm đến cái thông tin về tài chính. Thì về thông tin về tài chính thì các anh chị có thể bấm theo quý hoặc theo năm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem theo năm. Thì từ năm 2014 đến năm 2017 thì chúng ta thấy rằng sau mỗi một năm thì ACB đều đạt cái mức tăng trưởng rất là tuyệt vời, đặc biệt là từ năm 2016 đến năm 2017 thì gần như là từ 1.000 lợi nhuận ròng, từ 1.325 tỷ và của năm 2016 thì sang năm 2017 là đã đạt 2.118 tỷ đồng. Thì như thế là một cái mức tăng trưởng về lợi nhuận ròng cực kỳ tốt. Và Hùng Lê đánh giá rằng trong hệ thống ngân hàng của chúng ta thì có rất nhiều các cái ngân hàng tốt, thì đối với ACB nó vừa là một cái ngân hàng tốt và nó vừa một là một cái cổ phiếu nó mang tính chất dẫn sóng và dẫn dắt dòng tiền ở trên sàn HNX. Vì vậy nên là Hùng Lê rất là quan tâm đến cái mã cổ phiếu này. Và cái phương pháp định giá thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ xem quý, các anh chị có thể xem quý đây. Chúng ta thấy là ví dụ như là quý 1, quý 2. Theo quý thì đều cái này, cái nút back back lại. Theo quý, quý 3, quý 4, quý 3 và quý 4 thì cái nút back ở đây thì hiện tại Hùng Lê cũng không tìm lại được cái nút back ở đâu. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là như thế này, chúng ta sẽ lấy lợi nhuận của quý 1 cộng với lợi nhuận của quý 2. Và theo thông tin Hùng Lê được biết thì lợi nhuận quý 3 của năm 2018 thì cũng đâu đó đang gấp cái lợi nhuận cùng kỳ khoảng đâu đó là 120%. Tức là chúng ta sẽ lấy lợi nhuận của quý 3 của năm 2017 chúng ta nhân với lại 2,2 lần,
Tức là chúng ta sẽ lấy là 546 tỷ. Đấy, chị tính cùng tính này, 546 tỷ thì Hùng chỉ lấy cái phần ở đằng trước thôi. Nhân với lại 2,2 lần. Tức là lợi nhuận ròng của ACB ở quý 3 năm 2018 thì dự kiến sẽ là khoảng tầm 1.200 tỷ. Và Hùng Lê cho rằng là quý 4 thì ACB cũng sẽ đạt được cái mức khoảng 1.200 tỷ, thì sẽ nhân cộng thêm 1.200 tỷ nữa là được 2.402 tỷ, và chúng ta sẽ cộng với 1.144 tỷ của quý 1, chúng ta sẽ cộng tiếp 1.318 đi, cộng với 1.318 tỷ của quý 2. Như vậy là lợi nhuận ròng của ACB dự kiến, tức là chúng ta tính trên cơ sở kỳ vọng. Đấy, từ những cái kết quả mà ACB đạt được thì lợi nhuận ròng dự kiến của ACB sẽ là khoảng 4.864 tỷ. Đấy, lợi nhuận ròng, đấy là dự kiến của theo theo cái phương pháp nội truy và theo những cái phương pháp phân tích thì chúng ta sẽ có được khoảng là 4.684 tỷ đối với cổ phiếu ACB, và chúng ta sẽ chia cho khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là chúng ta sẽ chia cho 1.247 sẽ được khoảng 3,9, và chúng ta sẽ lấy là Hùng Lê cứ cho rằng là giá trị P trên E của năm 2018, chắc chắn số này nó sẽ lên, nhưng mà Hùng Lê sẽ lấy nguyên cái thời điểm này là chúng ta sẽ nhân cho là 11,08. Khi nhân 11,08 thì chúng ta sẽ có một con số là 43.022, 43,22. Đấy, thì Hùng Lê định giá cho ACB ở hết hết năm 2018 và đầu quý 1 của năm 2019 là giá trị là 43. Và hiện tại thì ACB đang giao dịch ở vùng giá 32. Đấy, thì như thế là gì? Như thế có nghĩa là giá trị, các anh chị chúng ta phải lưu ý là dù thị trường có như thế nào, nhưng mà nếu doanh nghiệp tốt và giá trị của doanh nghiệp nó đạt đến một cái mức nào đấy thì giá trị cổ phiếu nó sẽ về đến cái mức đấy. Và nếu nhìn ở trên góc độ phân tích kỹ thuật, thì cũng hoàn toàn phù hợp đấy, là khi đó thì ACB sẽ về ở vùng giá 4x, tức là sẽ về ở vùng 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 nền này. Đấy là vùng nền từ vùng 40 đến 42. Đây thì cũng phù hợp với lại target trong phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản. Đó. Thì ngoài những cái việc mà chúng ta phân tích kỹ thuật ra, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu về doanh nghiệp để chúng ta biết được doanh nghiệp nào tốt, doanh nghiệp nào xấu, và từ đó thì chúng ta có một cái niềm tin cũng như có một cái kỳ vọng vào doanh nghiệp chúng ta đầu tư. Đấy, và nếu mà thực sự mà ACB làm được những cái câu chuyện như Hùng Lê vừa phân tích, đấy là lợi nhuận ròng của ACB đạt khoảng tầm 4.800 tỷ, thì giá của cổ phiếu ACB được định giá ở khoảng vùng giá 43, tức là vùng giá 4x cho năm 2018 và sang nửa đầu quý 1 của năm 2019. Thì đấy là một cái phương pháp rất ngắn gọn để Hùng Lê cũng giới thiệu cho toàn bộ quý anh chị nhà đầu tư chúng ta tham khảo, và khi chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng cũng có thể là chúng ta có thêm một cái kênh thông tin để chúng ta tham gia đầu tư. Và một cái ý thứ tư Hùng Lê muốn đề cập đến trong cái bản điểm tin ngày hôm nay, đấy là không biết là có anh chị nào có tự ghi ra cho mình, Hùng Lê cứ nói nôm na gọi là cuốn sách ngu học, nói đúng thuần tí gọi là ngu học. Và trong cái cuốn sách ngu học đấy thì chúng ta sẽ ghi lại những cái sai lầm của chúng ta. Tại sao chúng ta sai, tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu này bị lỗ, hay là tại sao thị trường như này mà chúng ta lại hành động như kia, tất tật tật tất tật tật. Thì đấy là một cái cuốn nhật ký gọi là cuốn sách ngu học, thì gồm tất cả những cái lần thua lỗ, gồm tất cả những cái lần chúng ta mua sai, gồm tất cả những cái lần chúng ta thất bại. Bởi vì rõ ràng trong đầu tư chứng khoán thì mọi người chỉ nhớ đến thành tích thôi. À, tôi đầu tư cổ phiếu này lãi 30 40% vân vân và vân vân. Nhưng những thất bại thì chúng ta sẽ chóng quên mau. Tức là chúng ta sẽ quên nó rất nhanh. Nhưng đấy là một cái điều không tốt một tí nào trong đầu tư chứng khoán.
trong đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải quên đi chiến thắng và chúng ta cần phải nhớ thất bại nhiều hơn. Đấy, Livermore là một nhà đầu tư huyền thoại trên thị trường chứng khoán vô khuôn. Nhưng sao cuối cùng ông phải chết trong nghèo khổ, và chết như thế nào và tại sao chết thì các anh chị tự tìm hiểu. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì ông ấy quên đi những thất bại mà chỉ nhớ đến chiến thắng, và lúc đó những cái chiến thắng sẽ ru ngủ của anh chị, và chỉ trong một phút chốc, và trong một khi mà thủy triều rút đi thì khi đấy chúng ta mới biết là ô thôi chết rồi, trên người không còn cái gì cả. Thì đấy là câu chuyện đầu tư trên thị trường chứng khoán. Và đấy là những cái câu chuyện ngoài lề. Còn bây giờ chúng ta sẽ, bản hiện tại thì video của chúng ta đã được 30 phút, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua về tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên thứ 6, phiên thứ 5 đẫm máu. Tuy nhiên khi kết phiên thứ 5 thì Hùng Lê cũng đã có một số cái nhận định, tức là thị trường hôm nay hết sức là tích cực. Tích cực ở góc độ đấy là các cái cổ phiếu thì gần như là có một số cổ phiếu trụ và một số cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền thì cuối phiên đã có cái sự hồi lên. Và đặc biệt là cái khối lượng giao dịch hết sức là đột biến và dòng tiền tham gia thị trường thì khá là tốt. Và những dòng tiền lớn tham gia thị trường thì thường những dòng tiền lớn tham gia thị trường thì thường là 1 đến 2 phiên sau thì thị trường của chúng ta sẽ hồi. Bởi vì dòng tiền lớn là dòng tiền của nhà cái, là dòng tiền của nhà tạo lập, là dòng tiền của những đội đánh, đội lớn và những cái nhóm lợi ích ở trên thị trường. Thì họ là ai thì Hùng Lê không đề cập đến ở trong bản tin này. Nhưng chỉ có những người như thế thì mới cân lại được thị trường, và chỉ có những người như thế thì mới có cách để châm thêm một ít lửa để cho các anh chị nhà đầu tư chúng ta bán ra và đạp thị trường xuống để họ mua lại cái phần gọi là ngon nhất, những cái phần bổ rẻ nhất, những cái phần gọi là ngọt ngào nhất. Đấy là cổ phiếu nằm ở giá sàn và giá cận sàn, và giành lại những cái xót xa, những cái chua xót và những cái trời ơi. Những một số các nhà đầu tư trong buổi chiều ngày hôm nay khi kết phiên thì có lẽ là phải đập bàn phím xuống bàn phím, đập tay xuống bàn phím và phải bảo là trời ơi sao lại như thế này. Đấy, thì đấy là những cái câu chuyện đầu tư. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xem lại một số các cái mã cổ phiếu trụ, một số các cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền trong tuần vừa qua như thế nào. Đầu tiên sẽ là cổ phiếu họ nhà Vích, thì có VHM. Đối với VHM Vinhome thì đấy, tất cả bản tin thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là cổ phiếu này nó chỉ mang tính chất giữ nhịp cho thị trường, và nó không mang một cái tính chất đầu tư, và nó chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức lớn. Để Hùng Lê sẽ đánh dấu lại cái phiên ngày mùng 5. Phiên ngày mùng 5 là phiên kết tuần của đây là phiên kết tuần khi Hùng Lê ra bản tin video số 29. Thì đối với Vinhome thì khả năng thì Vinhome sẽ lình trình ở quanh cái nền giá 76 này thôi, và chưa có những cái dấu hiệu nào để xác nhận rằng Vinhome sẽ có thể tăng giá mạnh mẽ. Vic, đối với Vic thì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng không nhận được bất cứ một câu trả lời nào của các anh chị nhà đầu tư. Khi mà trả lời 5 câu hỏi của Hùng Lê có đề cập trong bản tin video số 29, và cũng không thấy nhà đầu tư nào gọi điện cho Hùng Lê bảo mời Hùng Lê đi uống trà đá, hơi buồn. Nhưng không sao, nếu các anh chị rảnh rỗi mời các anh chị qua số 1 Mễ Trì ở gốc cây xoài thì Hùng Lê thường hay uống trà đá và chém gió với các anh chị nhà đầu tư ở đấy. Còn đối với quan điểm của Hùng Lê đối với mã cổ phiếu VIX thì chúng ta sẽ cần VIX sẽ về lại cái nền khoảng cái nền 80. Đấy là cái quan điểm của Hùng Lê, vẫn không thay đổi. Và chúng ta cũng đọc một số thông tin thì tổ chức tín nhiệm đã đánh giá doanh nghiệp của VIX ở hạng B+. Tuy nhiên là cái mức độ quản trị rủi ro thì đã bị từ cái mức độ tích cực đã chuyển sang tiêu cực. Bởi vì sao? Bởi vì VIX đã sử dụng rất rất nhiều tiền vay để đầu tư cho dự án VinFast. Và cái dự án đấy hiệu quả đến đâu thì đến tại thời điểm này chưa ai có thể khẳng định và chưa ai có thể trả lời. Thì đấy là những câu chuyện của VIX. Và đối với VIX thì có một cái lực bắt đáy của phiên ngày thứ 6, phiên ngày thứ 5. Tuy nhiên là với cái lực bắt đáy này, với lại với những cái tín hiệu hiện tại của VIX thì Hùng Lê cũng không đánh giá khả quan đối với cổ phiếu này. VRE, đối với VRE thì nó sẽ ổn hơn. Đấy là VRE thì chúng ta sẽ, cổ phiếu này thì các anh chị cũng thể quan tâm trở lại, bởi vì VRE đã về lại vùng nền, đấy là vùng nền 38.
Vùng nền 38 và cái lực lực bắt của VRE cũng khá là tốt. Thì đối với VRE thì phiên thứ hai các anh chị có thể, nếu thị trường chúng ta ổn định tâm lý trở lại và tốt nhất thì chúng ta sẽ chờ lúc hàng của phiên ngày ngày 11 tháng 10, ngày 11 tháng 10 về thì chúng ta có thể cơ cấu. Còn nếu mà các anh chị mà quản trị rủi ro tốt thì phiên thứ hai chúng ta có thể xem xét để mua dần, điểm mua thăm dò quanh vùng giá 38 38 đúng không? Ta sẽ ghi là M thăm dò quanh vùng giá 38. Thì thường thường là những cái điểm mua thăm dò thì Hùng Lê sẽ dành tỷ trọng khoảng tầm độ 1 phần 3 đến 1 phần 4 số định mua. Tức là ví dụ như chúng ta dự định là chúng ta sẽ có thể mua được VRE là 1.000 cổ phiếu chẳng hạn. Thì trong những cái điểm mua thăm dò này thì chúng ta chỉ mua VRE khoảng tầm 300 cổ phiếu. Đấy là cách quản trị rủi ro. Và khi ví dụ cái lượng hàng của ngày thứ 6 về, của phiên ngày hôm nay về và tiếp tục cổ phiếu này có những chiều hướng tích cực thì chúng ta sẽ mở mua tiếp 1/3 nữa, và khi mà có những cái điểm break hoặc là những điểm mà chúng ta nghĩ chúng ta có thể dự báo được rằng cổ phiếu đã hoàn toàn thoát khỏi cái nền tích lũy và đi lên thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Đấy là cái phương pháp quản trị rủi ro dòng tiền. Đối với chúng ta sẽ đi đối với dòng dầu khí gas. Thì đối với gas thì cổ phiếu này thì Hùng Lê vẫn báo với các anh chị là khi gas đã về đến vùng giá này thì chúng ta cũng sẽ không tham gia ở cổ phiếu này. Những anh chị nào đang còn hàng, đang còn nắm thì chúng ta cũng nhanh chân để có thể bán được ở những cái vùng giá cao. Còn đối với gas thì về đến nền giá 115 đến khoảng vùng giá 120 thì đấy là một cái nền khá là cao đối với gas rồi. PLX thì như trong các bản tin phân tích trước thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là nếu như PLX mà của chúng ta đã thủng vùng nền hỗ trợ từ vùng giá 69 đến vùng giá 70 thì khả năng PLX sẽ giảm giá rất là mạnh, và đúng như thế thì sau khi thủng vùng nền hỗ trợ 70 thì PLX đã giảm về vùng giá 64. Tất nhiên là cái phiên ngày thứ năm thì chúng ta cũng sẽ không dùng để phân tích trong bản tin, bởi vì là phiên đấy thực sự một phiên hoảng loạn và một phiên nó không phản ánh đúng cái thực trạng của thị trường, không phản ánh đúng cái giá trị của doanh nghiệp và cái hiện hiện thực của doanh nghiệp của chúng ta. Đấy thì với một cái nhịp xuống sâu như hiện tại thì tín hiệu tích cực của ngành dầu khí thì chúng ta sẽ phải chờ giá dầu của thế giới để chúng ta xem là giá dầu của thế giới có hồi phục không. Còn nếu không hồi phục thì PLX khả năng là PLX sẽ phải tích lũy lại ở cái vùng nền khoảng vùng giá 60. Đây là vùng nền mà PLX sẽ cần phải tích lũy lại. Còn nếu mà như mà giá dầu của thế giới mà tiếp tục phục hồi thì khả năng cao thì PLX sẽ có một nhịp đánh lên ở trong tuần tới. Thì với những tín hiệu hiện tại của PLX thì cũng đang khá là tích cực khi mà lực cầu bắt đáy ở trong phiên ngày thứ năm và phiên ngày hôm nay đang khá là tốt. PVS đối với PVS thì trong phiên ngày hôm nay PVS đã chạm về vùng nền giá 19, thì đấy cũng là một cái nền hỗ trợ của PVS cũng khá là ok và khá là mạnh. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy rằng là để mà kiểm chứng lại cái sức mạnh của PVS thì chúng ta cần cũng sẽ phải quan sát thêm những cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới để kiểm tra lại cái nền 19. Bởi vì là khi mà cổ phiếu đã phân phối và tích lũy như PVS như thế này thì chúng ta cũng thấy là cũng phải cần thêm cái thời gian, cần thêm cái thời gian. Còn đối với các nhà anh chị mà chúng ta có mong muốn để tham gia cổ phiếu PVS trở lại thì chúng ta cũng canh lại ở quanh vùng 19. PVD PVD thì đối với PVD thì đối với PVD thì hiện tại đang tích cực hơn so với PVS, bởi vì PVD hiện tại đang được hỗ trợ ở cái ngưỡng ngưỡng quanh vùng giá 18. PVD đang được hỗ trợ tốt ở quanh ngưỡng 18 và hiện tại thì cái ngưỡng hỗ trợ của PVD còn chưa bị phá vỡ. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp PVD ở trong tuần tới. Thì theo nhận định của Hùng Lê thì PVD sẽ lình trình đi ngang ở quanh cái vùng giá này trước khi mà PVD sẽ có những cái tín hiệu tiếp theo. Thì PVD sẽ lình trình đi ngang khoảng 1 đến 2 phiên ở quanh cái vùng giá 18 này. Còn việc mở mua mới đối với những mã cổ phiếu đang rơi mạnh như thế này thì không có khuyến 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 nghị các anh chị. BSR thì đối với BSR thì đã về đến vùng nền hỗ trợ ở vùng giá 18. Về đến vùng giá hỗ trợ của BSR là vùng giá 16. Thì đối với BSR thì nếu các anh chị có tham gia cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ canh BSR quanh vùng giá 16 ở trong tuần tới.
Và chúng ta những cái điểm mua này là những cái điểm mua thăm dò để chúng ta có thể mở những cái vị thế mua đầu tiên đối với mã cổ phiếu dầu khí. Oil. Oil cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đang theo dõi rất sát, kể cả BSR và Oil thì Hùng Lê đang theo rất sát hai mã cổ phiếu này. Bởi vì hai mã cổ phiếu này chỉ cần khi thị trường hồi phục và khi các cổ phiếu dầu khí điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ tham gia trở lại. Và đối với Oil thì các anh chị sẽ mở những cái điểm mua để lấy vị thế của Oil quanh vùng giá 14.5. Quanh vùng giá 14.5, và một số các anh chị thì hôm nay Hùng Lê có hỏi Hùng Lê thì Hùng Lê có bảo vùng 14.5, thì mọi người bảo 14.5 làm sao về được, anh ơi không mua cao thì làm sao mà mua được cổ phiếu, vân vân và vân vân. Thì giống như buổi đầu của bản video Hùng Lê có phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư là chúng ta cái điểm mua của chúng ta rất là quan trọng, vì ngày hôm nay chúng ta không mua được thì ngày mai chúng ta mua, ngày kia chúng ta mua, chứ không phải là nếu mà chúng ta không mua được cổ phiếu này thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu khác. Đấy, chứ các anh chị đừng có sợ rằng là chúng ta không mua được rồi là sau đó thì chúng ta cứ mua đuổi như thế là đến lúc là các anh chị sẽ bị lỗ ngược ngay lập tức. BVH, đối với BVH thì mã cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị rồi. BVH đã thủng trong tuần thì BVH đã có cái nền thủng, cái nền hỗ trợ đấy là nền 94 đến vùng giá 95, thì sau cái thủng cái nền hỗ trợ này thì BVH sẽ rơi. Và một cái phiên ngày hôm nay thì BVH có một cây nến xanh đã lấp toàn bộ cái vùng gap ở đây, thì đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng sẽ không khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia, bởi vì là thứ nhất là BVH đã có một quá trình đi lên gần như không có vol, và những cái cổ phiếu mà đang đi như thế này thì Hùng Lê cũng không có thích. Vinamilk, SAB, Vinamilk, đối với Vinamilk thì đấy, Vinamilk thì rất là tốt, nếu như chúng ta mà quan sát kỹ ở trong phiên thì chúng ta có thể bắt Vinamilk ở phiên ngày hôm nay. Đấy là khoảng quanh vùng giá 123.5. Đây là một vùng giá. Đấy là một vùng giá hỗ trợ của Vinamilk khá là tốt, và thậm chí là đến đến vùng giá này, đến vùng giá 125, khi mà cổ phiếu Vinamilk hồi đến vùng giá 125 với thanh khoản vượt trung bình 21 phiên và đường xung lực dòng tiền thì cũng đang có một cái xu thế đi lên, và mây thì cũng đã bắt đầu mỏng đi, một số các cái chỉ báo khác thì cũng đang khá là ok để giúp cho chúng ta yên tâm hơn trong cái việc bắt đáy. Và phiên ngày hôm nay thì Vinamilk cũng đã tiếp tục tăng điểm, và với một cái đáy hình chữ V như thế này thì khả năng cao thì Vinamilk sang tuần tới Vinamilk sẽ tiếp tục tăng điểm và sẽ tiệm cận lại. Vinamilk sẽ tiệm cận lại về cái vùng đỉnh cũ, đấy là khoảng vùng 135, sẽ tiệm cận lại ở vùng đỉnh cũ khoảng 135 đến vùng giá 136, khoảng vùng giá đấy, thì khả năng sang tuần thì Vinamilk sẽ là một trong những cái trụ đỡ để giúp cho thị trường của chúng ta ổn định hơn. SAB cũng hoàn toàn tương tự, SAB thì đang được hỗ trợ bởi cái vùng nền, như các bản tin phân tích trước thì Hùng Lê đã phân tích với anh chị là cái vùng nền 220 là cái vùng nền hỗ trợ của SAB, và nếu SAB vẫn tích lũy thành công ở trên cái vùng nền này thì khả năng nhịp này SAB sẽ đánh về vùng 240 đến 245. Còn nếu thủng ở vùng nền 220 thì SAB lại về tích lũy lại vùng đáy, đấy là vùng giá 200, thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta luôn luôn chúng ta đề ra sẵn để chúng ta có được những cái hướng giao dịch. Đối với bất cứ một mã cổ phiếu nào thì chúng ta cũng đều phải vẽ ra, và khi đúng theo kịch bản 1 thì chúng ta sẽ làm gì, và khi đúng theo kịch bản 2 thì chúng ta sẽ làm gì. VRC, Mansan. Đối với VDC đấy, đây vẫn còn nguyên, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin video tuần trước thì Hùng Lê đã có đề cập đến anh chị là cái vùng nền hỗ trợ 150 của VDC hết sức là quan trọng, và nếu thủng cái vùng nền này thì cổ phiếu này sẽ giảm giá. Và với những cái tín hiệu hiện tại VDC đang có những phiên gọi là co giật, đây gọi là những phiên co giật của VDC, thì khả năng cao thì tiếp tục VDC sẽ tiếp tục giảm giá, và quan điểm của Hùng Lê vẫn bảo 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 vệ đấy là vẫn 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 trong nhịp này thì VDC sẽ tích lũy lại vùng nền 130. Mansan hoàn toàn tương tự như VDC, thì đối với Mansan có một cái vùng giá hỗ trợ đây 91.5, và khi vùng nền hỗ trợ của Mansan bị phá vỡ, đây khi vùng nền hỗ trợ của Mansan bị phá vỡ thì Mansan đã rơi rất là mạnh, những phiên rơi thần tốc, và thậm chí là không cần đến cái phiên mà gọi là phiên bán tống bán tháo thì Mansan cũng đã có đến 1, 2, 3, 4, 3 cây lao rất là mạnh. Còn cái phiên bán tống bán tháo này thì chúng ta sẽ không nói.
Và Man San thì chúng ta sẽ về lại vùng đáy 75 để tích lũy lại, và trong phiên ngày hôm nay thì có lúc Man San đã chạm về vùng 75, và đấy là một cái lực cầu bắt đáy trong phiên ngày hôm nay cực kỳ tốt. Nếu những anh chị nhà đầu tư chúng ta nhanh tay lẹ mắt, và những nhà đầu tư mà chúng ta quản lý, quản trị rủi ro dòng tiền tốt, thì đối với tín hiệu của Man San ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể bắt đáy ở vùng giá 75 và bắt 1/3, bắt 1/3 ở vùng giá gần 75 và trên 75 một tí. Và sau đó thì nếu như giá cổ phiếu mà đóng cửa mà vượt lên được đến vùng 7 73, 74 và 75 chẳng hạn như thế, trên vùng 77, 76, 77 thì chúng ta sẽ mở tiếp 1/3 nữa, và như thế thì chúng ta sẽ rất an toàn, và chúng ta sẽ chờ đến lúc hàng về thì chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ xem cái động thái của cổ phiếu như thế nào, và hoàn toàn chúng ta đánh được cổ phiếu T3 nếu như các anh chị hiểu được cái quy luật vận động của cổ phiếu và quy luật vận động của thị trường, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được cổ phiếu này ở trong phiên ngày hôm nay. ACB. Đối với ACB thì ta sẽ đi một số cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì ACB thì lúc nãy Hùng Lê đã định đã hướng dẫn các anh chị một cái phương pháp định giá hết sức là đơn giản, thì ACB Hùng Lê sẽ định giá ở vùng 4x cho hết năm 2018 và nửa đầu quý 1 năm 2019 đối với ACB. Thì trong cái phân tích của ACB thì chúng ta cũng sẽ chưa các anh chị lưu ý là chúng ta chưa đưa những cái yếu tố về vĩ mô, ví dụ như những yếu tố bất thường về địa chính trị hay là những cái yếu tố bất thường mà chúng ta không thể tính toán được trước, ví dụ như một lãnh đạo cấp cao của ACB bị vướng víu việc gì đấy chẳng hạn, thì ngay lập tức là cổ phiếu nó sẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Thì những cái câu chuyện đấy là chúng ta chưa phân tích được, nhưng chúng ta sẽ phân tích trên giá trị doanh nghiệp. Thì đối với giá trị doanh nghiệp ACB hoàn toàn chúng ta có thể định giá cổ phiếu này ở 4x cho hết năm 2018. Vietcombank. Đối với Vietcombank thì là một cái mã cổ phiếu hết sức là quan trọng, nó mang tính chất hiệu ứng và nó mang tính chất dẫn dắt dòng tiền cực kỳ tốt. Bởi vì khi một mã Vietcombank mà hồi thì gần như tất cả các mã cổ phiếu của dòng ngân hàng sẽ có những cái tín hiệu hết sức là tích cực. Thì trong các bản tin tuần trước thì Hùng Lê có đề cập đến các anh chị nền giá của Vietcombank, đấy là nền giá 60. Nếu như nền giá 60 cái nền giá 60 đến nền giá 61 của Vietcombank bị phá vỡ, thì như thế cổ phiếu của Vietcombank rất là xấu và sẽ cần phải tích lũy lại. Và nếu mà một cái kênh kênh xu thế thì có thể là Vietcombank sẽ về lại vùng 55, đúng không ạ? Đây, các anh chị hoàn toàn có thể làm được việc đấy, và chúng ta có thể Vietcombank sẽ tích lũy lại vùng giá 55. Và cái phiên ngày hôm nay thì Vietcombank đã lấy lại được, nếu mà lấy những phần đã mất thì nó chưa có, bởi vì bản chất là nó ở đây nó tạo thành một cái gap ở trong cái phiên ngày hôm nay. Thì tín hiệu của Vietcombank ngày hôm nay thì cũng đã tích cực hơn, tuy nhiên là chúng ta sẽ chờ đến lúc hàng T3 về thì để chúng ta xem thử là cổ phiếu này có vượt thoát lại được cái vùng vùng hỗ trợ, đấy là cái vùng giá 60 đến vùng giá 61 hay không. Còn nếu mà không vượt thoát lại được thì khả năng cao Vietcombank sẽ dội về và sẽ tích lũy lại ở cái vùng nền giá khoảng vùng giá nền giá 55. Đấy thì là đối với cổ phiếu Vietcombank thì khả năng cao thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát ở trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. BID Công Thương, BID. Đối với BID thì trong cái dòng cổ phiếu BID thì Hùng Lê đánh giá là BID là đang đang là tích cực hơn cả. Tuy nhiên Hùng Lê cũng có nhắc các anh chị đối với BID ở cái vùng nền khoảng 34.5 đến vùng giá 35, đấy là một cái nền hỗ trợ của BID, và nếu nền hỗ trợ này bị phá vỡ thì cổ phiếu này sẽ bị xấu. Cổ phiếu này sẽ xấu và cổ phiếu này sẽ tích lũy và sẽ giảm và tích lũy ở cái vùng nền giá dưới thấp hơn. Thì rất may là ngày hôm nay thì cổ phiếu BID đã lấy lại ở vùng giá 33.8, và chúng ta sẽ xem cái cách vận động của cổ phiếu BID ở trong tuần tới có vượt thoát lên được cái vùng hỗ trợ, đấy là vùng giá 34 đến 34.5 đến vùng giá 35 hay không. Nếu như vượt thoát lên được và có những cái tín hiệu tích cực thì BID vẫn trên con đường chinh phục về target khoảng tầm 40 đến 41. Ngược lại, nếu BID không vượt thoát được thành công ở vùng giá hỗ trợ này thì BID sẽ có một nhịp giảm giá, và giảm về đâu thì chúng ta sẽ cùng phân tích ở các bản tin tiếp theo. CTG, hiện tại thì CTG đấy, CTG rất là xấu. Khi mà Hùng Lê trong những cái bản tin phân tích trước, Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ quan sát ở vùng giá 26.8 đến vùng giá 27, và thủng cái vùng giá này thì CTG cũng sẽ rơi.
Và trong tuần thì CTG đã thủng vùng giá này và cũng có một cái phiên phiên bán tháo, và sau đó thì phiên ngày thứ sáu thì đã có một cây nến xanh trở lại. Tuy nhiên hoàn toàn tương tự như Vietcombank thì CTG cần phải có những cái bước vượt thoát thành công cái nền hỗ trợ ở 26.5 đến khoảng vùng nền 27. Nếu vượt thoát được thì CTG sẽ tiếp tục đi lên. Còn không vượt thoát được thì CTG sẽ tiếp tục tích lũy lại, sẽ giảm giá và tích lũy lại, khả năng cao thì sẽ tích lũy lại vùng nền 23. Vùng nền 23 là một cái vùng cũng hợp lý trong cái nhịp này nếu CTG không vượt thoát thành công. MBB, STB. MBB, đối với MBB thì trong bản tin 29 thì ông Lê đã có đề cập đến 28 thì ông Lê có đề cập đến cái phiên ngày hôm nay. Thì ông Lê đánh giá cái phiên ngày ngày mùng 4 tháng 10 này là ông Lê đánh giá là cái phiên này là phiên không cao, không đánh giá cao ở cái tín hiệu phân tích kỹ thuật, bởi vì là cái khối lượng của MBB rất là lớn thì khả năng là do một số các cái tổ chức hoặc là do các cái nhà liên quan là cùng phân phối và trao tay với nhau, thì cái điều đó nó không thể hiện được cái sức mạnh của cổ phiếu. Và đúng như thế thì sau một phiên ngày 24, sau một phiên mà ngày ngày mùng mùng 4 tháng 10 thì sau đó thì MBB đã có một cái mức giảm cũng tương đối là sâu, tương đối và sâu. Và Hùng Lê để ý là trong phiên ngày hôm đấy thì rất nhiều các cổ phiếu được khớp lệnh ở vùng giá 24, và đến bây giờ thì đóng cửa vùng giá 21.8, 21.8 cho là vùng giá 22 thì cũng đang mất khoảng tầm 2.000 một cổ phiếu. Đấy, thì nếu mà chúng ta có không không quản trị tốt thì đương nhiên là sau khi hàng về thì chúng ta đã bị lỗ ngay rồi. Thêm một cổ phiếu trong team Hùng Lê đang nắm giữ đây là SHB. Thì đối với SHB các anh chị hoàn toàn yên tâm nắm giữ, cũng tương tự như cổ phiếu ACB. Thì SHB hôm nay rất là tích cực khi mà SHB đã quay lại vùng nền giá 83, đấy là cái vùng nền tích lũy của SHB. Thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là sang tuần thì SHB sẽ có thêm những cái phiên giao dịch tích cực hơn để về lại cái vùng nền giá 9, và sau đó thì tiếp tục công phá những cái vùng sẽ công phá những cái nền cao hơn. Thì chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ nến tuần. Trên biểu đồ nến tuần thì hiện tại đang hơi tiêu cực một tí. Trên biểu đồ nến tuần thì hiện tại đang hơi tiêu cực một tí. Và cổ phiếu này sẽ cần phải tích lũy, tiếp tục tích lũy lại. Tích lũy lại, còn cổ phiếu này sẽ chưa thể tăng mạnh ngay được. Đấy là đối với cổ phiếu SHB. Và thêm một cổ phiếu mà trong team cũng đang nắm giữ đấy là Techcombank. Đối với Techcombank hiện tại Techcombank thì cũng đang khá là tích cực, và Hùng Lê phân tích cái target của Techcombank sẽ về ở khoảng vùng giá 31 đến vùng giá 32. Tuy nhiên là không ngoại trừ thì phiên ngày thứ năm là phiên đẫm máu nên Techcombank đã bị bán rất là mạnh, và sau đó thì phiên ngày thứ sáu thì một tín hiệu hồi của Techcombank đang hết sức là tích cực, đang đóng cửa giá 28.7, thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng sang tuần thì Techcombank sẽ tiếp tục giao dịch tích cực hơn với xu thế chung của thị trường, và để cùng về một cái ngưỡng target của Techcombank ở khoảng vùng giá 31 đến vùng giá 32. Chúng ta cùng qua một số các cái mã cổ phiếu về ngành dầu, về chứng khoán thì HCM. Đối với HCM thì đấy, trong cái bản tin tuần trước thì Hùng Lê có đề cập đến cho quý anh chị nhà đầu tư là chúng ta sẽ phải cần tiếp tục quan sát ở vùng giá 65, đấy là một cái vùng nền hỗ trợ khá là tốt của HCM. Và nếu như HCM mà phá thủng cái đường hỗ trợ, cái ngưỡng hỗ trợ 65 thì hết sức là tiêu cực, thì những cái tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nắm giữ để quan sát lại xem là HCM tăng tuần tới có vượt thoát lên được cái vùng nền này không. Để đi đến cái target mà Hùng Lê phân tích, đấy là target của HCM trong nhịp này ở khoảng vùng giá 72. SSI hoàn toàn tương tự, thì trong tuần vừa qua SSI đấy, cái vùng tích lũy Hùng Lê có đề cập đến cái nền tích lũy của SSI ở khoảng vùng giá 32 thì đã bị gãy gãy khỏi nền tích lũy ở vùng giá 32, thì sau đó thì là phiên ngày hôm nay là một cái phiên hồi, thì chúng ta cũng sẽ phải chờ chờ xem là SSI có tích lũy và vượt thoát thành công ở cái nền này hay không. Nếu không vượt thoát thành công thì SSI sẽ tích lũy lại ở vùng nền giá thấp hơn, và ở nền giá nào thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở trong các bản tin sau.
Còn nếu vượt thoát được thành công và vượt thoát được vùng 33.2, 33.2, 33.1 thì target trong nhịp phân tích này sẽ về ở vùng 35 đến vùng bán giá 36. VND thì đang khá là yếu, VND thì đang khá yếu khi VND đã thủng cái nền hỗ trợ 22.3 trong các bản tin phân tích trước của ông Lê thì hiện tại là đã thủng rồi. Thì khi thủng như thế này thì cổ phiếu thường thường nó sẽ rơi rất là mạnh. Khi mà thủng khỏi cái nền hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ rơi rất là mạnh. Và chúng ta cũng cùng quan sát VND ở những cái phiên tiếp theo, ít nhất là phiên thứ hai và phiên thứ ba để xác định tiếp theo cái xu thế của VND sẽ như thế nào. Dược Hậu Giang, các anh chị lưu tâm mã Dược Hậu Giang cho Hùng Lê. Đây là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ tham gia để chúng ta sẽ bắt đáy được mã cổ phiếu này. Thì cái vùng nền 90, các anh chị để ý giúp Hùng Lê, cái vùng nền 90 đấy là cái vùng nền mà chúng ta hoàn toàn có thể tham gia bắt đáy được. Đây, những cái cây nến mà chúng ta thấy rằng những cây nến đây, cây một nến đỏ, một cây nến xanh dài mạnh và kéo hẳn cái đáy lên, và đây cũng là một ví dụ tương tự. Và đây, phiên ngày hôm nay thì Dược Hậu Giang đang có một cái phiên hoàn toàn giống ở những cái điểm bắt đáy ở trước này, thì chúng ta quan sát Dược Hậu Giang kỹ ở quanh vùng giá 90, và nếu mà có khoảng 2 đến 3 phiên tuần tới mà Dược Hậu Giang tích lũy tốt ở trong vùng này và có một cái tín hiệu nào đấy, chắc chắn là sẽ phải có một cái tín hiệu nào đấy và cổ phiếu này ngóc đầu lên thì chúng ta sẽ mở điểm mua bắt đáy. Và đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ về đến vùng nền giá 99 đến vùng giá 100 thì chúng ta sẽ bán. Đấy, chúng ta sẽ những cổ phiếu bắt đáy thì chúng ta sẽ bán ở sẽ đánh ở khoảng T cộng thôi. Chúng ta cũng ít nhất là T cộng 3, sau đó thì có thể T cộng 4, T cộng 5 thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở những vùng này. Thì cổ phiếu này thì trong team của ông Lê đã bắt đáy thành công ở vùng giá 92 ở trong nhịp trước và đã ra ở vùng nền giá 99 đến vùng giá 100. Thì đối với cổ phiếu này thì các anh chị cũng lưu ý. Hòa Phát và Hoa Sen. Hòa Phát HPG. Đối với HPG thì HPG lại thủng gãy mất cái nền giá 4 cái nền hỗ trợ 40.5, và rất may thì ngày hôm nay thì HPG đã lấy lại cái nền giá hỗ trợ 40.8. 40.8, và những tín hiệu này thì đối với những anh chị chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thôi. Chứ còn nếu mà để mở điểm mua mới thì hiện tại Hùng Lê cũng chưa có đánh giá cao. Nếu nếu xem trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đang có 2 tuần giảm điểm, và trên biểu đồ nến tuần của HPG thì đang đang rất tích cực, đánh giá là tích cực khi mà cái nền giá 40.5 đã không bị phá vỡ, và hoàn toàn chúng ta kỳ vọng sang tuần tới thì sẽ có một tuần mà HPG sẽ công phá lại cái đỉnh vừa mới tạo lập ra. Đấy là cái đỉnh quanh vùng giá 42 đến vùng giá 43 và vượt thoát thành công cái nền này, thì khi đấy cổ phiếu HPG của chúng ta sẽ đi rất là mạnh và sẽ về đến vùng target khoảng 47 46 đến vùng giá 47. Đấy, thì sẽ về đến vùng ở trên này. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu HPG. Hoa Sen HSG. Đối với Hoa Sen thì trong team cùng Lê hoàn toàn đang giữ ở vùng nền giá 12. Và phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê không có khuyến nghị các anh chị tiếp tục mở mua thêm Hoa Sen, bởi vì là nếu theo tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hoa Sen đang bị gãy ở vùng nền giá 11.8, và khi gãy ở vùng nền 11.8 thì nó sẽ là rất là xấu, và chúng ta sẽ chờ Hoa Sen vượt thoát lại vùng nền giá 11.8 và về lại vùng nền 12, thì khi đấy chúng ta sẽ có thể tiếp tục tham gia trở lại đối với cổ phiếu này và chúng ta sẽ mua gia tăng tỷ trọng. Còn đối với Hoa Sen thì Hùng Lê đánh giá là với một cái lực đánh của dòng tiền như hiện tại thì Hoa Sen sẽ phải về ở cái mức target cao hơn. Đấy là sẽ về ở vùng giá khoảng 17 đến vùng giá 18, chứ không thể là đánh về vùng giá 13. Hoàn toàn tương tự như khi Hùng Lê phân tích cổ phiếu PVS và PVD sẽ về ở cái ngưỡng target khoảng vùng giá 20. Đấy, thì đấy là những cái câu chuyện mà về tương lai thì đối với Hoa Sen thì Hùng Lê cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng sẽ về một cái mức target cao hơn đối với cổ phiếu Hoa Sen. Bình Minh thì hiện tại trong team của Hùng Lê, một số các anh chị đầu tư giá trị thì đang nắm giữ cổ phiếu Bình Minh.
Và Hùng khi mà về đến vùng giá 63.5 đến vùng giá 64 thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị, một số các anh chị chốt ở vùng này, và sau khi chốt xong thì có hai cây tăng điểm mạnh và sau đó thì có hai cây giảm điểm mạnh để trả về vùng nền 63, vùng nền 63 đến vùng nền 64. Đối với mã cổ phiếu này thì hiện tại thì phiên ngày hôm nay thì cũng khá là tích cực, và phiên ngày hôm nay thì một số các anh chị cũng trong team cũng lên tổ chức bắt đáy lại vùng giá 55. Tuy nhiên vùng giá 55 thì không có bắt được, và nếu như mà chúng ta phải đặt ở khoảng vùng giá 56.5, vùng giá 56.5 thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt được, và cái vùng nền 56.5 này là cũng một vùng hỗ trợ khá là tốt của Bình Minh. Với tín hiệu hiện tại thì Bình Minh chưa thể tăng ngay được, chắc chắn là chưa thể tăng mạnh ngay được, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi được một cái kênh giảm giá trong ngắn hạn, và với một cái phiên xác nhận như thế này thì theo dự đoán của Hùng thì sẽ khoảng vùng nền 60, thì sang tuần thì Bình Minh sẽ lình trình lại quanh cái vùng nền 60 và để tiếp tục phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, phát đi những cái tín hiệu tiếp theo đối với cổ phiếu này. Mà chúng ta cùng điểm qua một số cổ phiếu MWG và PNG. MWG, đối với MWG thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng Lê cũng đánh giá đây là một cổ phiếu đang vào trend, vào sóng, và khả năng cao ở trong nhịp này thì MWG sẽ về khoảng vùng giá 135. Trong cái nhịp đánh này thì MWG sẽ về ở vùng giá 135, và chúng ta cùng xem ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta sẽ nhìn dễ hơn. Đấy, thì trong tuần vừa qua mặc dù là thị trường biến động rất là mạnh, tuy nhiên là MWG cũng đã có 3 tuần tích lũy sau khi mà vượt thoát thành công cái đỉnh ngắn hạn, đây là vùng giá 124. Thì MWG đã có 3 tuần tích lũy, và với những tín hiệu hiện tại đối với MWG là rất là tích cực, và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng MWG sẽ đạt được đến target như đã phân tích, đấy là tiệm cận về vùng đỉnh cũ, đấy là vùng giá 135. Và khi tiệm cận về vùng đỉnh cũ 135 thì chúng ta cũng sẽ theo dõi các cái tín hiệu tiếp theo, và khả năng cao đối với nếu kết quả kinh doanh của MWG ghi nhận những mức tăng trưởng tốt thì không những là cổ phiếu này sẽ vượt đỉnh và sẽ về khoảng vùng giá 160. Đấy là một cái target xa hơn mà ông Lê có thể dám xây dựng với các anh chị ở vùng này. Tuy nhiên để ở vùng này thì Hùng Lê cũng chưa xem các cái yếu tố cơ bản của MWG. Nếu chúng ta phân tích và định giá hoàn toàn tương tự như cổ phiếu ACB thì chúng ta cũng sẽ định giá được sơ bộ cái cổ phiếu này, và chúng ta sẽ mua để chúng ta nắm giữ. Thì điểm mua hiện tại thì chắc chắn là đối với Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ không tham gia những điểm mua hiện tại nữa, bởi vì rõ ràng một điều là gì? Rõ ràng là những cái điểm mua nó sẽ phải nằm ở dưới này chứ không phải là nằm chót vót ở trên này. Và khi nằm chót vót ở trên này thì rõ ràng cái mức độ rủi ro của khi chúng ta tham gia ở giai đoạn này nó sẽ khác ở đoạn này. Đấy, sẽ khác rất là nhiều. Đấy, kể cả là chúng ta tham gia ở đoạn này thì những cái báo tố của cái phiên thứ sáu, thứ năm tuần vừa rồi nó không là cái gì cả, nhưng nếu các anh chị mà chúng ta tham gia ở cái đoạn lình xình quanh vùng giá 128 này thì 128 và 130 này thì chắc chắn là các anh chị đã phải nôn thốc nôn tháo ở trong cái phiên ngày thứ năm rồi. Đấy, thì việc là điểm mua, thời điểm mua hết sức là quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Còn đối với Novaland thì là một cái cổ phiếu nó cũng là nằm trong đối với Novaland thì là một cổ phiếu cũng nằm ở trong cái rổ dẫn dắt dòng tiền, và nó cũng mang những yếu tố tác động khá là mạnh đối với thị trường, bởi vì vốn hóa của Novaland cũng khá là lớn. Thì đối với cổ phiếu này thì nó cũng khá là khó chịu, đấy là cái khối lượng cũng nó rất là bé. Tuy nhiên là nếu mà cổ phiếu này các anh chị nào mà chúng ta nhanh tay lẹ mắt thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể tham gia được, và chúng ta sẽ đánh T cộng đối với cổ phiếu này. Và nói đến đây thì chúng ta cũng sẽ kết thúc lại toàn bộ cái phần cổ phiếu cơ bản và những cái cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền ở trên thị trường. Và ông Lê muốn 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 nhắc lại muốn nhắc lại muốn nhắc lại cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư, đấy là cái việc mà chúng ta quản trị những cái điểm mua và quản trị danh mục của chúng ta hết sức là quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Thì và qua cái câu chuyện của ngày thứ năm vừa rồi thì có thể nói rằng một lớp nhà đầu tư đã ra đi và sẽ có thêm một lớp nhà đầu tư mới thay thế vào đấy. Và rõ ràng là
đến bây giờ thì cũng rất nhiều, rất rất nhiều, và sau khi xem xong cái bản tin này thì có lẽ là rất nhiều quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao Hồng Lê lại đặt ra một cái kênh nghe nó không 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 hợp lý một tí nào, không hợp lý một tí nào, đúng không ạ? Bởi vì là nếu mà như thế này thì rõ ràng là khi mà đặt cái này thì ai nhìn thấy thì người ta cũng cũng bỏ chạy hết, rồi chúng ta cũng không ai dám đầu tư nữa. Đấy, 100 người thì chỉ còn có 5 người thôi và chết 95 người. Đấy, vậy thì trong cái phiên ngày thứ 6, phiên ngày thứ 5 thì các anh chị cũng đã thấm và cũng đang ngấm tại vì sao thị trường chứng khoán nó lại là như thế. Chiến thắng không thuộc về số đông, chiến thắng không thuộc về số đông và chỉ thuộc về một số rất ít những người giữ được tiền ở trên thị trường chứng khoán. Đấy là những người đầu tư thành công rồi, chứ chưa nói đến chuyện là đầu tư có lãi. Đầu tư có lãi là một là cái việc tốt, còn rất nhiều các nhà anh chị là muốn là tôi phải nhân 3, nhân 4, nhân 5 cái tài khoản của mình, thì đấy là một câu chuyện về viễn tưởng. Và ví dụ như lãi suất ngân hàng của chúng ta đang là 7% thì chúng ta đầu tư ở trên kênh này, một năm chúng ta được 15%, như thế là chúng ta đã cực kỳ thành công, cực kỳ thành công, và thành công hơn rất nhiều so với các cái tổ chức đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam. Đấy, các anh chị cũng có thể thấy là các cái quỹ đầu tư đã tổng kết được 9 tháng vừa rồi cũng chỉ đạt được 5-6%, thậm chí có những quỹ còn lỗ. Đấy, thì việc là chúng ta đã chiến thắng thị trường, tức là chúng ta giữ được tiền và chúng ta có một cái mức lợi suất khoảng gấp đôi ngân hàng. Đấy là một đầu tư thành công mỹ mãn ở trên thị trường. Tổng kết lại xu thế thị trường ở trong tuần tới thì phiên ngày thứ 6 thì phiên ngày thứ 5 thì Hùng Lê đánh giá là thị trường của chúng ta đang hết sức là tích cực khi mà dòng tiền, đây các anh chị có thể nhìn thấy khối lượng và dòng tiền của chúng ta đã tham gia được khoảng tầm 7.800 tỷ đồng. Và kết hợp với phiên ngày thứ 6, phiên ngày cuối tuần thì đã có một cây nến xanh mạnh, tức là hồi được khoảng hơn 20 điểm và thị trường của chúng ta đã đóng cửa về ngưỡng 970. Thì khi thị trường của chúng ta về đến ngưỡng 970, đấy là một cái ngưỡng tâm lý, đấy là một cái ngưỡng tâm lý giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư, giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng, thì tối nay chúng ta sẽ xem thử là chỉ số Dow Jones của Mỹ giao dịch, và khả năng thì Hùng Lê cũng kỳ vọng là chỉ số Dow Jones tối nay sẽ có một cái nhịp hồi hoặc là nhịp cầm và sẽ không rơi mạnh nữa, để ủng hộ cái tâm lý thị trường chứng khoán Việt Nam trong thứ hai và thứ ba tuần tới. Và cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới đấy sẽ là những cái phiên bản lề, sẽ là những phiên bản lề để giúp định hướng thị trường của chúng ta trong tuần tới và trong những cái nhịp tiếp theo, thì thị trường của chúng ta sẽ đi đến đâu và về đến đâu. Và đánh giá của ông Lê trong thị trường tuần tới thì trên góc cạnh chúng ta nhìn nhận kinh tế vĩ mô, trên góc cạnh chúng ta nhìn nhận các doanh nghiệp của Việt Nam thì đang hết sức là tích cực, hết sức là tích cực. Và điều đấy thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng rằng các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta tốt rồi thì cổ phiếu và các cái chính sách vĩ mô của chính phủ của ta sẽ cũng hoàn toàn tốt, để chúng ta có thể kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng. Và khi mà thị trường của chúng ta đã có những cái nhịp hồi và có những cái yếu tố mà Hùng Lê đánh giá cho rằng là hết sức là tích cực trong cái phiên thứ 6 và thứ 7 tuần tới, thì hoàn toàn kỳ vọng là tuần tới thị trường của chúng ta sẽ tiệm cận lại cái vùng đã mất, đấy là khoảng vùng 1.000 điểm. Nếu mà tiệm cận lại được vùng đấy thì là hết sức là tích cực và hết sức là tốt. Thì chúng ta cũng sẽ phải chờ những cái yếu tố kinh tế vĩ mô của thế giới, những yếu tố về liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung vân vân và vân vân. Thì đấy là những yếu tố nó sẽ tác động lên cái tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chúng ta có một phương pháp đầu tư rõ ràng, chúng ta có một cái phương pháp chiến lược đầu tư riêng, thì những cái yếu tố đấy thì tất nhiên nó ảnh hưởng thì nó sẽ tác động đến chúng ta, nhưng mà về lâu về dài thì giá trị doanh nghiệp nó sẽ về đúng với lại cái đúng bản chất cái giá trị doanh nghiệp mà chúng ta đang đầu tư. Và khuyến nghị Hùng Lê thì chúng ta hôm nay thì một số các anh chị đã tiến hành bắt đáy khi mà những cái mã cổ phiếu của chúng ta đạt những cái điểm mua rất là đẹp, những cái điểm mua rất là đẹp. Ví dụ Hùng Lê sẽ ví dụ cho các anh chị một số các mã điểm mua rất đẹp trong ngày hôm nay. VPBank, ngày hôm nay thì sau khi mà VPBank đã bị đạp về vùng nền, thủng nền 24, thì trong phiên ngày hôm nay, phiên ngày hôm qua đã có một lực cầu bắt đáy khá là tốt của VPBank, và phiên ngày hôm nay thì đã lấp được cái phần, tất nhiên là cái phần đây là phần gap mà VPBank tạo ra, thì Hùng Lê đánh giá là vùng nền 24 là một cái vùng hỗ trợ
khá là tốt của VPBank và vùng nền này thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia yên tâm để chờ đợi cái cổ phiếu VPBank hồi phục lại từ đáy, và lên những cái nền cao nhất, cao hơn. Đấy, VPBank đã có những lúc đã đạt đến vùng 42 và bây giờ đang ở vùng nền giá 24, thì đấy Hùng lại đánh giá rằng VPBank là một ngân hàng cũng rất là tốt, nó cũng tương tự như ACB. Thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mua ở quanh những cái cổ phiếu ở quanh ngưỡng này. Thứ hai nữa là APC. Đối với APC là một công ty tốt. Tuy nhiên là những cái lình xình xung quanh vụ bán cho cổ đông chiến lược thì đã dẫn đến APC đã có một cái vùng đã có một cái nhịp giảm giá rất là mạnh, và sau khi mà có những cái điểm hồi và sau khi mà có những cái vùng nền tích lũy thì APC đang có những cái điểm đi lên rất là đẹp, và ngày hôm nay thì APC đã lấy lại cái vùng nền cũ, và như thế là những cái tín hiệu tại như thế này thì cho thấy rằng là cổ phiếu APC của chúng ta rất là mạnh, phải khẳng định rất là mạnh ở trong cái nhịp này. Hùng Lê đang kỳ vọng là APC sẽ đánh thủng về vùng giá 35 để mua để cơ cấu lại, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có về được cái nền này. Và nếu mà thực sự mà APC về được cái nền này thì chúng ta để có thể mở điểm mua tham gia cổ phiếu này đối với APC. Và nếu mà chúng ta nhìn ở trên đồ thị tuần thì chúng ta có thể thấy rằng đấy, APC đang có, khi cổ phiếu này mà có những cái nhịp đi lên thì APC sẽ có nhịp đi lên rất là khít và rất là chắc. Thì Hùng Lê đang thấy 3 tuần APC thì cũng hoàn toàn tương tự như một cái nhịp đi bên này, và những cái nhà cổ phiếu, những cái nhà đầu tư đã bị rung rũ hết ở những cái giai đoạn nền tích lũy này, thì hiện tại thì Hùng Lê đang thấy cổ phiếu này đang hết sức là tích cực. Thì đây cũng là một cổ phiếu mà các anh chị sẽ đưa vào danh mục để chúng ta theo dõi, và nếu mà có được những cái điểm mua tốt tùy từng các anh chị, chúng ta quản lý rủi ro thì chúng ta sẽ có thể tham gia. Cổ phiếu HVN, đối với HVN thì nếu xem ở trên biểu đồ nến ngày thì đang hơi xấu, bởi vì là cái phiên ngày hôm nay một phiên hoảng loạn, thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng HVN sẽ tích lũy lại vùng 37.2, đấy là một cái vùng nền hỗ trợ khá là tốt của HVN. Thì chúng ta sẽ cần 1 đến 2 tuần HVN lấp lại cái phần mà HVN đang tạo thành hai cây nến đỏ rất là xấu. Và cái vùng 37.3 là cái vùng mà HVN cần phải tích lũy lại. Thì nếu như mà các anh chị mà tham gia cổ phiếu hàng không thì cũng phải quan sát ở quanh cái vùng 37.3, và HVN cần phải đẩy qua vùng giá này ở trong tuần tới, thì như thế đây, vùng 37.3 ở đây, thì như thế thì cổ phiếu này mới thực sự tích cực và mới thực sự là quay trở lại trend xu thế. Một cổ phiếu nữa mà Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị ở trong nhịp đánh 1 thì đã thành công. Đấy là khi chúng ta cơ cấu ở vùng nền giá 18 và chúng ta đã bán ở vùng nền giá 18.5 đến vùng giá 20. Thì đây là cổ phiếu VCG. VCG thì đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng đã phân tích cho các anh chị ở trong cái bản tin trước rất là nhiều rồi. Bởi vì cổ phiếu này nó đánh cũng khá là dị, khi mà trong phiên thì giá rất là cao nhưng mà thường cuối phiên thì hay bị đạp xuống. Tuy nhiên tín hiệu của ngày hôm nay thì VCG đã về lại vùng nền 18.3, thì đây là một cái vùng nền mà cũng khá là tốt và khá là an toàn đối với cổ phiếu này. Hôm nay mà anh chị nào mà bắt đáy được ở VCG ở cái nền giá 17.5 thì tốt quá, 17.6 thì khả năng là sang tuần tới thì chúng ta cũng sẽ canh ở cái vùng này để chúng ta có thể, nếu thị trường tốt thì chúng ta có thể xem xét để chúng ta có thể mở điểm mua lại đối với cổ phiếu này. Còn phân tích trên biểu đồ nến tuần thì đối với VCG hiện tại đang hết sức là tích cực, khi mà VCG đã hoàn thành nhịp sóng chỉnh xong và đang hình thành lại một cái nhịp sóng hồi. Thì nhịp sóng hồi này chúng ta vẫn đánh giá là VCG sẽ tiệm cận ở vùng giá 23 đến vùng giá 24. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì cũng đang chạm vào cái ngưỡng hỗ trợ, và VCG cần phải vượt thoát cái vùng 18.3 đến vùng 18.5. Thì đối với cổ phiếu này thì các anh chị không nên đua trong phiên, bởi vì trong phiên thì thường là neo giá rất là cao, nhưng phiên ATC thì thường hay bị đạp xuống. Một số các anh chị có hỏi đến cổ phiếu Cường Thịnh CTI.
CT thì Hùng Lê đã trả lời ở các anh chị ở trên cái bản tin ấy. Bản tin trên bản tin có một anh chị nào đấy đã hỏi Hùng Lê, Hùng Lê đã bảo với anh ấy là ở vùng giá 25. Ở vùng giá 25 đến vùng giá 25.5 thì chúng ta có thể xem xét để chúng ta mở điểm mua bắt đáy đối với vùng giá này. Bởi vì những tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê thấy là ở vùng giá này thì dòng tiền tham gia cũng đang khá là tốt, và đối với cổ phiếu này thì nó vừa mang yếu tố cơ bản nhưng mà nó cũng mang tính đầu cơ khá là cao. Thì vùng nền 25 là vùng nền 25 đến vùng nền 25.5 thì chúng ta hoàn toàn có thể mở những cái điểm mua thăm dò, và khi thấy có những tín hiệu tốt thì chúng ta có thể mở điểm mua hết đối với cổ phiếu này. Và nếu phân tích ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng là Cường Thịnh đã có đến 4 tuần tạo nền ở quanh vùng giá 25 này, và 4 tuần tạo nền này thì đã cũng hoàn toàn là có thể yên tâm được, cũng hoàn toàn có thể yên tâm được nếu mà chúng ta tham gia bắt đáy. Bởi vì thường thường khi bắt đáy thì chúng ta sẽ bắt đáy thì sẽ rủi ro rất là cao. Tất nhiên là khi bắt đáy thì chúng ta sẽ đánh T cộng rất là nhanh gọn, và chúng ta chỉ đánh T cộng 3 hoặc là thậm chí T cộng 4, T cộng 5 thì chúng ta có thể ra hàng đối với những hàng bắt đáy. Một cổ phiếu bắt đáy nữa là TCH. Trong tuần vừa rồi thì cũng đã khuyến nghị một số các anh chị chúng ta tham gia cổ phiếu TCH ở vùng nền 22 đến vùng nền 22.5. Đây, vùng nền 22 đến vùng nền 22.5. Vùng nền 22 đến vùng nền 22.5 và à vùng nền 23. 23 đến vùng nền 23.5. Chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vùng bắt đáy ở vùng 23 đến vùng 23.5. Tuy nhiên là đối với TCH thì trong phiên ngày hôm thứ sáu thì cũng là một cái phiên giảm, nó bị gãy khỏi nền. Và điểm tích cực đấy là phiên thứ sáu thì đã về lại vùng nền 23 thì cổ phiếu này cũng là một cái cổ phiếu mang tính đầu cơ khá là cao. Nếu chúng ta tham gia được ở những cái vùng giá nền thì cũng cái mức độ quản trị rủi ro và mức độ an toàn của chúng ta cũng khá là tốt. Thì hiện tại Hùng Lê cũng thấy được những cái tín hiệu dòng tiền của cổ phiếu này, và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì đấy cũng đã có được khoảng 3 tuần TCH tích lũy ở quanh cái vùng nền này, và hoàn toàn chúng ta kỳ vọng là khi mà thị trường ổn định trở lại thì cổ phiếu này sẽ chạy. Thêm một cổ phiếu nữa là KSB. Đối với KSB thì chúng ta thấy rằng lực đánh về dòng tiền ở trong giai đoạn này hết sức là mạnh, và KSB cũng đã hoàn thành một cái nhịp gọi là nhịp vượt thoát ở một cái kênh xu thế giảm giá dài hạn. Kênh xu thế giảm giá dài hạn, và ngày hôm nay thì KSB đã chạm về vùng hỗ trợ dưới, đấy là vùng giá 31, và sau đấy thì KSB đã bật lên. Thì đối với KSB, các anh chị, nếu những anh chị nào mà phân tích tốt và ấy thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể bắt đáy KSB ở vùng giá 31 ở trong phiên ngày hôm nay. Và đối với KSB thì Hùng Lê đánh giá một cái nhịp dài hơi hơn. Đấy là KSB đã hoàn thành một tức là đã bẻ gãy một cái xu thế giảm giá trong dài hạn, và hiện tại KSB đang hình thành ở một cái chân sóng mới. Ở một cái chân sóng mới khi mà KSB đã tích lũy và vượt thoát thành công với ở cái vùng nền này là vùng nền mà KSB đã tích lũy thành công ở vùng nền 27. Và đối với cổ phiếu KSB thì các anh chị hoàn toàn có thể chúng ta sẽ canh ở trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới ở những cái vùng giá quanh cái vùng giá tham chiếu, đấy là khoảng vùng giá 32, quanh vùng giá 32 thì đấy là cái vùng giá mà chúng ta sẽ quan sát để chúng ta mở những cái điểm mua tiếp theo. Và target của KSB thì Hùng Lê sẽ phân tích và xây dựng ở trên một cái nền dài hơi hơn. Đấy là trong nhịp này thì khả năng cao thì KSB sẽ đánh về khoảng vùng giá 44 đến vùng giá 45. Đấy là một cái target dài hơi, nhưng mà để lên được những cái target này thì chúng ta cũng cần phải xem xét thêm thị trường của chúng ta có những yếu tố tích cực để hỗ trợ thị trường, thì đây là một cổ phiếu mà chúng ta cũng cần phải đưa vào danh mục để chúng ta quan sát. ACB Hùng Lê đã phân tích rồi, SHB cũng phân tích rồi, và KSH thì cũng đã phân tích rồi. HSG xin lỗi quý anh chị nhà đầu tư HSG. Thì trên đây là một số các cái thông tin về thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là có một số phân tích nhận định thị trường tuần tới, cũng như là cung cấp cho quý anh chị nhà đầu tư một số các cái mã cổ phiếu để anh chị tham khảo.
Và nếu những anh chị nhà đầu tư nào chúng ta đang có những mã cổ phiếu cần quan tâm, cần phân tích thì các anh chị cứ comment lên dòng thời gian ở trên kênh YouTube cũng như trên fan, trên group Facebook thì Hùng Lê và các anh em ở trong team sẽ trả lời chi tiết cho các anh chị. Đấy là những thông tin tham khảo để giúp cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thêm một cái kênh thông tin cũng như có thêm một số cái phương pháp định hướng trong quá trình giao dịch. Đau thương thì cũng đã qua rồi, quần áo thì cũng đã mất rồi, thì thôi chúng ta sẽ tậu lại quần áo mới. Các cụ có nói có câu là còn người thì còn tất cả, chúng ta sẽ xây dựng lại từ đầu. Ngày nghỉ cuối tuần kính chúc toàn thể quý anh chị nhà đầu tư một tuần nghỉ ngơi bên gia đình vui vẻ và hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong tuần giao dịch mới thành công hơn, rực rỡ hơn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.